Tập 46. Năm ngày sau. Tướng quân, ông từ từ thôi. Thuốc này đắng quá à. Chẳng nơi đâu tốt bằng ở nhà. Ta ở huyện Đồng Ngu lâu như vậy, trong lòng nhớ nhà, nhớ bà, nhớ các con nữa, đương nhiên cũng nhớ mẹ. Nhớ đến nỗi ruột gan thắt lại. Chúng ta cũng nhớ tướng quân. Lúc cả nhà ở trong nhà lao, câu nào cũng nhắc đến tướng quân. Mẹ nói tướng quân là một đứa con hiếu thảo. Tụng Nhi thiếu cung cũng nói tướng quân là người cha hiền. Nếu nếu thì càng không cần phải nói rồi. Nó bôn ba vì ông cũng là do tình cảm dành cho ông. Vậy phu nhân thì sao? Chúng ta thành thân đã 30 năm, giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương mặn nồng, còn cần phải nói sao? Ta đâu biết cả nhà sẽ bị liên lụy vì vụ án Đồng Ngưu. Hôm đó Giang Trung bàn với ta nên xử lý 2.000 cân đồng tinh luyện kia. Ta lo huyện Đồng Ngưu thất thủ, vật tư quân đội bị cướp, bèn đề nghị chuyển 2.000 cân đồng tinh luyện ra ngoài thành để giấu đi. Ai ngờ nửa đường lại bị mai phục. Mã Dinh không những cướp xe mà còn giết cả nhà Nhan Trung. Ta gắng sức chống cự cũng bị thương, liều mạng trốn đi, cuối cùng ngất trong bụi cỏ. Nhưng ta lại nghe Niệu Niệu nói rằng lúc tìm thấy tướng quân, ông khỏe mạnh lắm mà, không giống người đã hôn mê rất lâu. Vẫn tại tên Lâu Bôn kia thôi. Lúc tỉnh lại, ta đã ở trong căn nhà nhỏ đó, bị thương khắp người. Hắn nói ta được người dân làm việc ở mỏ quặng quanh đó cứu. Hắn nghe tin bèn tới chăm sóc ta mấy ngày, còn nói với ta rằng Đồng Ngu thất thủ, quyện thừa Lý Phùng làm phản, du tội cho ta và Nhan Trung, mang 2.000 cân đồng tinh luyện đi theo giặc. Thánh thượng ra lệnh bắt hai người chúng ta. Tướng quân bèn tin luôn à? Hắn là ca ca của An Nghiêu, còn từng bàn chuyện hôn nhân với nhà ta. Sao ta ngờ được hắn lại nói dối và gạt ta chứ? Sau đó vết thương của ta tốt hơn một chút, muốn tìm cơ hội để về kinh thành biện giải cho mình. Hắn lại gạt ta rằng không thể tùy tiện xuất hiện. Nếu không gián điệp của Mã Dinh phát hiện ra, chắc chắn sẽ chặn giết. Nếu ta chết thì khó biện giải được. Người nhà họ Trình đều sẽ bị định tội, giam giữ trừng trị. Hắn lại đảm bảo với ta rằng sẽ nói cho mọi người biết ta còn sống, để cho mọi người yên tâm, chờ đến ngày rửa sạch mối oan là cả nhà có thể đoàn tụ. Ta sợ tội này liên lụy đến cả nhà, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở nơi chật chội đó. Phu quân bà khó chịu chết đi được. Tướng quân đúng là không dễ dàng gì. Không ngờ lại có thể thoát nạn từ trong tay hắn. Hắn cũng còn chút lương tâm, chưa giết ta. Chắc là nể tình Niệu Niệu đã từng đính hôn với Lâu Nghiêu. Đó là vì hắn thất bại, đương nhiên là sẽ còn chút ý tốt. Nếu hắn thành công thì sao? Còn có thể giấu tướng quân cả đời à? Nếu mà thành công, người hắn giết đầu tiên sẽ là tướng quân đó. Đại Lang, Đại Lang, Đại Lang, Đại Lang, cuối cùng con cũng đã tỉnh lại rồi. Mẹ, làm mẹ sợ quá. Con ngủ suốt 3 ngày 3 đêm ở đây không tỉnh,
Đừng hét lên nữa mẹ. Vết thương của con còn chưa khỏi hẳn. Mẹ hét lên như thế xém nữa đã tiễn con đi luôn rồi. Con là đồ bất hiếu. Con có biết những ngày qua mẹ con sống như thế nào không hả? Trong mắt con chỉ có thê tử của con thôi. Sao con thấy mẹ con chịu khổ mà dửng dưng như thế được? Sao con dửng dưng như thế chứ? Đồ bất hiếu. Không phải chứ mẹ. Mẹ sống trong nhà lao một thời gian, trông còn đẩy đà hơn trước rất nhiều. Mẹ xem, vì chăm sóc mọi người, Nguyên Y đã gầy đi bao nhiêu. Trông mẹ không giống như đã phải chịu khổ cực chút nào. Còn nói dớ dẫn. Chỉ là vì tai họa con gây ra mà mẹ mất cả tiền mua quan tài luôn rồi. Tiền mua quan tài của mẹ. Tiền mua quan tài. Sao con không thấy xót xa chút nào vậy? Cái đống đồng nát mà mẹ giấu đó hả? Đồng nát cái gì? Cái đám phá của này. Đám phá của. Thường ngày các con chỉ biết nói mẹ keo kiệt. Nếu không có những báu vật mẹ giấu, con gái con lấy cái gì làm lộ phí đến quyện Đồng Ngu để cứu đứa con bất hiếu là con ra? Khi xưa nếu không nhờ vào số lương thực mà mẹ nhịn ăn tiết kiệm được thì các con sống được đến ngày hôm nay chắc. Nếu không dựa vào số tiền mẹ tằn tiện tích góp được thì có cứu được mạng con không? Có cứu được mạng con không chứ? Được rồi mẹ. Mẹ, mẹ đã từng trải qua thời loạn cơ mà. Nếu không phải thường ngày mẹ tích góp tiết kiệm thì làm gì có nhà họ Trịnh chúng ta bây giờ? Hiểu chuyện. Vẫn là Nguyên Y hiểu chuyện. Ai cũng bảo dựa dẫm vào con trai. Ta thấy con dâu còn đáng dựa dẫm hơn con trai nhiều. Mẹ, không đúng. Trong những ngày con vắng mặt đã xảy ra chuyện gì? Sao hai người lại không cãi cọ nhau nữa? Cũng không xảy ra chuyện gì cả. Chỉ là chúng ta đã thông tỏ cả rồi. Thông tỏ cái gì? Đồng lòng đối phó người ngoài. Không đau tay chứ à? Không đau. An Nghiêu, thật sự xin lỗi. Trịnh tiểu thư nói quá rồi. Muội chưa từng có lỗi với ta. Tất cả đều là đại quân gieo gió gặt bão. May mà ta không bị đuổi về quê cùng bá phụ vì vụ án của đại quân. Thái tử điện hạ bảo trọng. Lão thần xin cáo biệt từ đây. Lâu thái phó bảo trọng. Tại sao lại chọn đi quyện qua nhậm chức? Kể ra thì hình như lúc ở quyện qua là một khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời ta. Bây giờ nhớ lại vẫn như đang mơ. Lúc đó mùi thẳng thắn dũng cảm. Lúc đó ta chất phát chẳng e sợ gì. Đáng tiếc nếu để ta chọn lại, ta thà rằng đời này chưa từng gặp mũi, cũng chưa từng đến quyện qua. Mũi bảo trọng nhé.
Trịnh thiếu thư, nếu không phải chúng ta trải qua chuyện lớn như thế này, có lẽ còn có thể làm bạn. Ai thèm làm bạn với cô? Ta cũng không thèm. Ai bảo cô tha thiết đến tiện chúng ta chứ? Phu thê nhà cô cùng nhau đến nhà họ Lâu bắt huynh trưởng, ép huynh ấy tự vẫn ngay trước mặt mọi người. Bây giờ lại cùng nhau đến tiện chúng ta. Làm như vậy không phải là sát muối vào tim của A Nghiêu sao? May mà A Nghiêu là người hiểu rõ đại nghĩa, sẽ không thực sự trách thay người. Chỉ là sẽ không biết phải đối mặt với cô thế nào thôi. Ta tin rằng trong lòng chàng biết cân nhắc, biết rõ hành vi của huynh trưởng mình có lỗi với đất trời, với mọi người. Thời gian trôi qua, chàng sẽ thông tỏ A Nghiêu là người có tấm lòng lỗi lạc, hướng về đạo lớn. Trịnh thiếu thương, sau này gặp lại, ta nhất định sẽ mời cô uống rượu ăn thịt. Chỉ là bây giờ chúng ta không chào đón cô. Đừng buồn bã nữa. Nếu muội không tiến cử, phu thê họ cũng không được đến huyện qua. Bây giờ huyện qua đã là nơi Thái Bình, chắc là đến đó rồi. Họ cũng có thể thực hiện hoài bão trong lòng. Sao hôm nay không thấy Lâu đại phu nhân và Diên Cơ tỷ đâu? Sau khi biết di ngôn của Lâu Bôn, bề trên trong tộc nhà họ Lâu đã mắng Lâu thái phó cản trở tiền đồ của con cháu, gây ra quả lớn này. Mà Lâu thái phó lại đổ hết mọi tội lỗi cho phu nhân của ông ta. Tội danh là không kính trên, không hiền thục, chia rẽ người thân. Mấy hôm trước, Lâu đại phu nhân đã bị đuổi về nhà mẹ đẻ rồi. Thật đúng là phu thê vốn là chim trong một rừng. Lúc đại nạn tới thì ai bay được nấy. Cũng không phải phu thê đều là như vậy. Lâu thiếu phu nhân đối xử với Lâu Bôn không giống vậy. Phụ quân, chàng đi trước một bước. Ta và con sẽ đoàn tụ với chàng như suối vàng nhanh thôi.
Chàng đi khắp Giang Sơn, nói là muốn tìm chốn bồng lai cho ta. Chàng không thể nuốt lời. Hãy dẫn đường ở phía trước cho ta. Ban đêm nước chảy xiết, tất cả hộ vệ của nhà họ Lâu đều xuống nước, cũng không chớt người lên được. Hiện giờ mẹ con Dương Diên Cơ đã chết mất xác. Diên Cơ tỷ từng giúp ta rất nhiều lần. Trừ A Nghiêu ra thì ấy là người đối xử tốt nhất với ta trong nhà họ Lâu. Bây giờ lại chết theo phu quân vì ta. Hôm lâu đại công tử gặp chuyện, ta vội vã tìm cha, còn chưa từng an ủi tỷ ấy. Lâu thiếu phu nhân là người hiểu lý lẽ, mà A Nghiêu cũng là một công tử lương thiện. Trong nhà xảy ra chuyện thê thảm như vậy, hắn cũng chưa từng thật sự hận chúng ta. Chắc là hôm nay hắn đã rất kiềm chế. Ta nhớ A Nghiêu từng nói với ta rằng nơi huynh ấy thích đến nhất là thư phòng của huynh trưởng. Huynh trưởng huynh ấy du ngoạn non sông, lòng hướng về thiên hạ, từng thấy vô số phong cảnh, quen với vô số người thú vị. Chỉ là không ngờ hai huynh đệ lại thành ra như hôm nay, là bản thân Lâu Bôn đi nhầm đường. Sai một bước thì càng đi càng sai. Chuyện trong thiên hạ có lúc chỉ cần đi sai một bước là không thể nào quay lại được nữa. Tử Thạnh, ta không mong cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong được bình an, vui vẻ. Chúng ta tuyệt đối không thể lầm bước. Đời này chắc chắn sẽ không có ngày phải hối hận. Sao thế? Bệnh của mẹ ta lại nặng thêm. Muội có bằng lòng đến thăm bà ấy cùng ta không? Xem ta làm có ngon không? Tuyệt lắm. Chắc chắn là Ali sẽ thích. Ali, cậu đến rồi. Lại đây mau, lại đây mau. Mẹ làm bánh hạnh nhân cho con đây. Món con thích ăn nhất đấy. Lại đây đi. Mau mau nếm thử đi. Nếm thử xem có ngọt không. Lại đây nào. Nếm thử xem. Sao thế? Con chơi mẹ à? Không ạ. Mẹ làm ngon lắm. Con ăn. Nào, nếm thử một cái. Ali, sao con ăn bánh hạnh nhân mà lại nhíu chặt mày thế? Là vì mẹ làm không ngon, đúng không? Không đâu ạ. Ngon lắm. Ngọt lắm. Thật à? Ali thích thì tốt. Bây giờ tuy trong thành thiếu thốn nhiều thứ, nhưng cây hạnh đã kết quả. Còn muốn ăn bao nhiêu bánh hạnh nhân thì cứ ăn bấy nhiêu.
Mẹ sẽ không để cho con chịu thiệt thòi. Vâng. Thích ăn thì ăn nhiều vào nhé. Lại đây mau, lại đây mau, lại đây mau. Ngốc à, con ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm. Quách phu nhân vẫn coi Tử Thạnh là trẻ con. Tại sao ta cảm thấy bệnh của Quách phu nhân hôm nay trông có vẻ tươi tỉnh hơn trước đó? Quân qua đã có tuổi rồi, không chịu nổi bệnh tật nữa. Bây giờ trông có vẻ tươi tỉnh, nhưng thực ra đã như ngọn đèn cạn dầu rồi. Quách bá mẫu sinh muội ấy khi chưa đủ tháng, từ nhỏ đã không khỏe mạnh nên mới được yêu thương hết mực, liều mạng sinh ra Tử Thạnh vì tên khốn họ Lăng kia, lại có kết cục như thế này. Thật ra không chỉ có Quân Hoa, Tử Thạnh cũng là sinh non. Ta nhớ năm đó lúc sinh ra, nó cứ như một con mèo con vậy, mọi người đều cảm thấy nó sẽ không sống được nên mới đặt tên cho nó là Ali. Mấy đứa con trai gái mà đại tẩu nhà họ Quách sinh ra lại đều khỏe mạnh, cường tráng lắm. Vì mong được bình an, liền lấy tên con mình đổi cho Tử Thạnh. Vậy con của Quách Xuân tướng quân tên gì? Lấy tên Bất Nghi đổi cho Ali. Vô Thương con trai của Quân Hoa đổi tên cho cháu trai nhà họ Quách. Quách Vô Thương. Đều nói cháu trai giống cũ cũ. Hai đứa trẻ Bất Nghi và Vô Thương khi còn bé trông rất giống nhau, cho nên Quân Hoa thường thích cho chúng ăn mặc giống y hệt nhau, rồi bắt Quách Quynh đoán. Tên lăng ít xảo trá, đáng hận đó. Cả ngày bày bộ mặt người cha hiền từ ra để lừa gạt thiên hạ. Thật sự khi Tử Thạnh còn nhỏ, hắn ôm Tử Thạnh được mấy lần, thậm chí có lúc hắn còn nhận nhầm. Hai người giống nhau vậy sao? Ngay cả Thành Dương Hầu cũng nhận nhầm mà. Chẳng phải là vì hắn rất ít gần gũi con cái à? Tuy hai đứa trẻ tướng mạo giống nhau, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Một đứa nghịch ngợm hiếu động, thích trèo cây lên chỗ cao, còn một đứa điềm đạm, hiểu lễ nghĩa, thích đọc sách, luyện chữ. Tuy tính cách khác nhau, nhưng bọn chúng chung sống rất hòa hợp. Ali thích ăn hạnh nhân, tuy A Tranh động vào hạnh nhân là nổi mẫn đỏ, nhưng vẫn bằng lòng trèo cây hái quả cho huynh trưởng. Bây giờ Tử Thạnh là huyết mạch cuối cùng của nhà họ Quách, không thể lại liều mạng nữa. Cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì Quân Hoa con à, Tử Thạnh giao cho con đấy. Đợi đến ngày đại hôn của con, cha mẹ con chuẩn bị cho con bao nhiêu của hồi môn thì thúc sẽ chuẩn bị thêm một phần như thế cho con, có được không? Không cần đâu ạ. Hoàng hậu cũng từng nói như thế. Của hồi môn của ta đã rất nhiều rồi, làm gì có ai chê mình nhiều của hồi môn quá chứ. Hơn nữa, nếu của hồi môn của con ít, sau này gặp phải quận chúa Vũ Xương không ngẩng đầu lên được thì làm thế nào? Của hồi môn của ta nhiều hay ít liên quan gì đến Vũ Xương quận chúa? Người ta tinh thông cầm kỳ thi quả, nữ công gia chánh, còn là cô nương hiền lương thục đức nổi tiếng của kinh thành. Còn con thì sao? Ta nghe nói còn may cái áo giáp cũng may thành cái cánh gà, làm Tử Thạnh bị các quan tướng cười chê biết bao nhiêu ngày. Nếu của hồi môn không nhiều một chút thì cái gì cũng không bằng người ta. Thôi thúc thúc, ta thấy
Thúc chúng ta duyên phận đã tận, xin từ biệt tại đây. Trời cao đất rộng, không cần tiễn. Đó là quyền ương, không phải gà. Hờn dỗi ghê thật. Còn bé này, thú vị đấy. Quỳnh làm sao thế? Không sao. Sao nổi nhiều mẩn đỏ thế này? Chắc là lúc luyện tập bị mũi đốt. Trời lạnh thế này làm gì có nhiều mũi như thế? Ta xem nào. Quỳnh sốt rồi, nóng quá. Mùi cho ta dựa một chút. Đại phu nói thiếu chủ không ăn được hạnh nhân nên mới sốt, qua một đêm là khỏi. Nhưng tại sao thiếu phu nhân không nói gì, đã đi rồi, không đợi thiếu chủ tỉnh lại? Chắc hẳn là giận thiếu chủ không biết giữ gìn sức khỏe. Chỉ mong Bành Khôn có thể nhanh chóng nói ra hết chuyện về cô Thành, như vậy thiếu chủ mới có thể sớm gỡ bỏ nút thắt trong lòng, thành thân cùng với thiếu phu nhân. Thiếu chủ, chẳng phải đại phu bảo người nghỉ ngơi nhiều một chút sao? Sao người lại dậy rồi? Không đợi được nữa, đợi tiếp sẽ muộn mất. Chúng ta đến phủ Đình Quý cướp Bằng Khôn. Rõ. Nói, tại sao lại ra tay với Càn An Dương? Tại sao lại ra tay với cô Thanh? Lăng Bất Nghi, người tự ý đưa ta từ phủ Đình Quý đến ngục Bắc Quân này, rõ ràng là muốn lạm dụng tư hình. Ta có thể bảo đảm mỗi một roi đều đánh vào cùng một chỗ. Không biết Bành tướng quân có thể chịu được mấy roi? Nói. Ta và các tướng sĩ giàu sinh ra tử, Càn An Dương ngồi không hưởng lợi, không ngừng thăng quan phát tài. Ta giết hắn là sai sao? Tiểu Càn An Dương bất tài, chỉ đợi để kế thừa quân đội. Cha truyền con nối giống như gai vàng, bao giờ đến lượt những tướng sĩ xuất thân hàng di với bọn ta? Chỉ cần lão Càn An Dương tử trận, tiểu Càn An Dương không thể làm yên lòng quân lính, thì ta mới không cần mãi mãi làm một phó tướng nữa. Còn về cô Thành, không được cứu viện kịp thời, hoàn toàn là do Quắc Sung đen đuổi mà thôi. Không thể nào. Hôm đó ở Thọ Xuân, người nói chuyện này có liên quan đến Lăng Ích là ý gì? Cô Thành thất thủ, có phải vì Lăng Ích ở trong thành tiếp ứng hay không? Ngươi đã là một con chó của nhà họ Văn rồi. Sao?
ngay cả cha ruột của mình cũng muốn quay lại cắn cho một phát để giành công à. Ta không biết gì cả. Có gan thì ngươi giết ta đi. Ngươi tưởng rằng ta không dám giết ngươi à? Ta đã giết Ung Dương, đã phế Giang Tu Quân, ta cũng bắt Tiểu Diệt Hầu đi canh Hoàng Lăng. Ngươi muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Điều ta muốn là ngươi sống không bằng chết, mà ít nhất nơi này cũng có hơn 100 khách. Có phải Bành tướng quân muốn thử từng cái một không? Lúc nãy sao cô lại thất thần trước chân dung của Quách tướng quân vậy? Vì ta thấy Quách tướng quân và Tử Thạnh có vài phần giống nhau. Đều nói cháu trai giống cũ cũ. Hai đứa trẻ bất nghi với vô thương. Khi còn bé trông rất giống nhau. Tuy tính cách khác nhau, nhưng bọn chúng chung sống rất hòa hợp. Ali thích ăn hạnh nhân. Tuy A Tranh động vào hạnh nhân lại nổi mẩn đỏ, nhưng vẫn bằng lòng trèo cây hái quả cho huynh trưởng. Sao nổi nhiều mẩn đỏ thế này? Chắc lúc luyện tập đã bị muỗi đốt. Thiếu thương, sao hoàng hậu vẫn chưa ngủ? Gần đây ta thấy không khỏe, ngủ không sâu giấc. Thấy đèn trong phòng cô vẫn sáng, liền muốn qua thăm cô. Hoàng hậu phiền lòng vì chuyện của thái tử, phải không? Lầu thái phó là thầy của thái tử. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà Giang Tô Quân, Dương Thuần, Ngũ công chúa và cả lầu thái phó lần lượt xảy ra chuyện. Cho dù Đông Cung có thể thoát khỏi chuyện này, nhưng sợ rằng trong lòng của thái tử cũng không hề dễ chịu. Hoàng hậu, ta lén lút rời khỏi kinh thành, điều tra ra Lâu Bôn, mới liên lụy đến thái tử điện hạ. Hoàng hậu không trách ta sao? Tại sao lại trách cô chứ? Cô ngoan ngoãn nghe lời, sao ta không biết nỗi khổ trong lòng cô? Thực ra trong lòng ta thật sự khâm phục cô. Nếu ta năm đó cũng dũng cảm như cô, thì có lẽ cũng có thể cứu được cha mẹ ta. Hoàng hậu phải giữ sức khỏe của mình trước đã. Ngoài chuyện của thái tử, người còn phải bận tâm nhiều chuyện khác. Đúng thế, bây giờ ta chỉ bận tâm hôn sự của cô và Tử Thạnh mà thôi. Hoàng hậu, người nói cho ta nghe chuyện về Tử Thạnh đi.
Tính cách của huynh ấy vẫn luôn lạnh lùng như thế sao? Ta nghe nói Tử Thạnh với con của Quách tướng quân trông rất giống nhau. Lúc nhỏ mọi người đều thường nhận nhầm bọn họ. Giống nhưng cũng không giống. Hồi nhỏ Tử Thạnh rất vui vẻ, vô tư. Còn vô thương thì trầm mặc, kiệm lời, như ông cụ non vậy. Chỉ là sau này xảy ra chuyện kia, Tử Thạnh cũng trở nên không thích cười, giống như vô thương. Thực ra nó có rất nhiều thói quen giống như vô thương. Thánh thượng cũng từng hỏi nó. Nó nói nó muốn sống thay cho vô thương đã chết, không thể quá tùy tiện nữa. Thằng bé này nửa đời trước sống khổ quá. Ta cảm thấy mừng vì đời này bên cạnh nó có cô. Ta cũng mừng vì bên cạnh huynh ấy có hoàng hậu. Thực ra Tử Thạnh giúp chúng ta nhiều hơn. Bất luận xảy ra chuyện gì, con người đều phải nhìn về phía trước. Cô đừng lo lắng cho nó nữa. Nó làm việc tự có chừng mực. Mau ngủ đi. Có thể ngày mai sẽ tốt hơn. Hoàng hậu, hôm nay người ở cùng ta một đêm có được không? Chuyện này có gì mà không được. Bành phu nhân, hoàng hậu không có ở đây. Bảo Trình thiếu thư ra gặp ta. Bành phu nhân không thể làm ổn ở đây được. Nơi đây là cung Trường Thu. Cung Trường Thu ta cũng mặc kệ. Bây giờ ta phải đến gặp Trình thiếu thư. Đừng ngăn cản ta, Bành phu nhân. Trình thiếu thư, trước đây là ta có lỗi với cô. Hôm nay ta đặc biệt đến đây để xin lỗi cô rồi. Xin cô bảo Thập Thiết Lang tha cho phu quân của ta đi. Lúc đó mẹ cô suýt nữa bị xử tử. Cô cũng chưa từng cúi mình cầu xin như thế này. Bây giờ chỉ vì một lang quân, cô lại làm chuyện này. Thật sự phải hèn mọn như vậy sao? Nếu đứa con trong bụng ta mất cha, thì ta còn cần thể diện với khí phách để làm gì? Đứng lên, mau đứng lên. Không, ta xin cô giúp ta đi. Giúp ta có được không? Cô có thể không cần thể diện, nhưng không thể mặc kệ thể diện của cung Trường Thu. Cô vì một nam nhân bất trung bất nghĩa có đáng không? Trong mắt các người là bất trung bất nghĩa, nhưng trong mắt của ta không ai có tình nghĩa hơn ngài ấy. Đúng, ngài ngộ nghịch, mưu phản, thậm chí còn giết cả người thân của ta. Nhưng cô biết không, người thân của ta đâu có được coi là người thân. Ta sống ở nhà mẹ đẻ là những ngày tháng như thế nào? Cha ta hèn nhát, huynh thì ăn chơi. Trong lòng mẹ ta chỉ có cụ cụ mới là người thân. Lúc nào cũng có thể lệnh cho ta hy sinh vì nhà ngoại của bà ấy. Không ai quan tâm ta thích cái gì, càng không ai để ý ta muốn cái gì. Trừ ngày ấy. Nhưng thế thì đã sao? Dương Linh,
Cô tỉnh táo lại đi. Ông ta là tên phản tặc hại chết cô Thành. Trước đây ngày ấy bị trúng khí độc ở cô Thành nên bị bệnh hen, cho nên trong sân không bao giờ có hoa cỏ. Sau khi ngài ấy biết ta thích trồng cây châm hoa, liền không màng nguy hiểm, sai người đưa đến rất nhiều cây hoa hiếm lạ trồng trong sân, chỉ để dỗ cho ta vui. Vì thế ngài ấy không dám bước chân vào sân của ta. Điều này cũng khiến cho ta yên tâm hơn nhiều. Có một đêm, lò sưởi trong phòng ta bén vào màn trướng gây cháy lớn. Ta cứ tưởng ta chết ở Thọ Xuân rồi. Nhưng ai biết, ngài lại không màng tính mạng, liều mình đến để cứu ta. Thử hỏi cha mẹ ta, có ai làm được như thế không? Ông ta đúng là một lang quân tốt. Nghĩ lại lúc đầu cô còn không muốn gả cho ông ấy. Từ lần đó, ta đã thề, mạng này của ta là của ngài ấy. Trình tiểu thư, thế nên ta cầu xin cô giúp ngài ấy đi. Cô giúp ngài ấy đi có được không? Bành khôn mưu phản, đó là tội tru di cửu tộc. Cô thật sự thấy một cô nương như ta có thể thuyết phục hoàng thượng để cứu ông ta à? Không phải, ta không bảo cô tha thứ cho ngài ấy, ta cũng không bảo cô đi cứu ngài ấy. Ngài đã mưu phản tất nhiên không thể miễn tội chết. Nhưng Lăng Bất Nghi đưa ngài ra khỏi phủ đình quý, nhốt ở ngục Bắc Quân thẩm vấn cả đêm. Lăng Bất Nghi thủ đoạn thâm độc, chắc chắn sẽ dụng hình hành hạ phu quân của ta. Đúng, phu quân của ta quả thật sai rồi. Nhưng lẽ nào Lăng Bất Nghi lạm dụng cực hình ép người nhận tội là đúng sao? Những điều Bành Khôn làm là tội không thể tha, còn cần ép ông ta nhận tội à? Dương Linh, ta không giúp được cô. Cô đi đi. Trình thiếu thương, xem ra cô không biết gì về Lăng Tử Thạnh cả. Lăng Tử Thạnh mới là nam nhân thâm sâu khó lường, lòng dạ tàn ác nhất trên thế gian này. Phu quân ta có nhiều tai mắt ở kinh thành, ngài từng nói với ta,